Hoái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2014. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Công ty Việt Nam bị cáo giác ăn chia với Philippines. Trung Quốc nói không đưa tàu hải quân đối phó Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, 14 người bị quy kết là hôi của trong vụ biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 2014 ở khu công nghiệp Cầu Nghìn, tỉnh Thái Bình vừa bị công an khởi tố những người này đã bị bắt sau khi hơn 5.000 công nhân Thái Bình xuống đường vào hôm 14 tháng 5. Theo VN Express, trong số này, 11 nghi can bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản tại công ty thép Sang Khu, công nghiệp cầu nghìn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ba người khác bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản bị lấy cắp. Trước đó, Công an Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh đã bắt giữ hơn 1.000 người và xử lý hình sự hàng trăm người về các hành vi bạo động. Hồi giữa tháng 5 vừa qua, phong trào biểu tình lan rộng từ thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương, Đồng Nai, Thái Bình, Hà Tĩnh để phản kháng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam qua vụ giàn khoan HD981. Tại Bình Dương có lúc có đến 20.000 công nhân xuống đường, hàng trăm công ty bị đốt phá, một công nhân Trung Quốc thiệt mạng. Còn ở Vũng Án, Hà Tĩnh, ít nhất 4 công nhân Trung Quốc thiệt mạng. Phía Trung Quốc đã đưa 4.000 người Hoa về nước. Tổng công ty lương thực miền Nam Vinafood 2, một doanh nghiệp nhà nước, vừa bị cáo giác ăn chia 24 triệu đô la với bộ trưởng nông nghiệp Philippines là ông Proceso Alcala. Vụ việc liên quan đến hợp đồng bán 800.000 tấn gạo cho Philippines vào cuối tháng 4 vừa qua. Báo chí Việt Nam trích nguồn từ Philippines. Theo đó, một số nhân vật thuộc Cơ quan an ninh lương thực Philippines cùng bộ trưởng nông nghiệp Alcala đã tham gia việc sắp xếp hợp đồng mà Vinafood 2 trúng thầu. Vụ chia chác 24 triệu đô la được cho là do nâng giá vận chuyển cao hơn giá thị trường 30 đô la mỗi tấn. Phản ứng về thông tin này, ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, nói với VN Express rằng đó là chuyện nội bộ của Philippines và ông không có bất kỳ lời giải thích nào. Hồi tháng 5 năm 2013, từng có nghi vấn liên quan tới Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines khi ông bị cáo giác nâng giá hợp đồng mua 205.000 tấn gạo của Việt Nam. Phần tranh lệch được cho là lên tới 10 triệu đô la. Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayut Chanocha, hôm nay cho biết một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sắp tới. Theo tin từ Bangkok, một trong buổi nói chuyện với các công chức Thái Lan, tướng Prayut nói rằng sẽ có dự thảo hiến pháp tạm thời và trong vòng 3 tháng sẽ hình thành một chính phủ lâm thời người cầm đầu cuộc đảo chính không đổ máu diễn ra vào ngày 22 tháng 5 nhấn mạnh, Thái Lan sẽ tiến tới và một hội đồng cải cách đất nước sẽ hoạt động. Hội đồng này bao gồm các thành phần chính trị đối kháng nhau từng làm Thái Lan tê liệt vì các cuộc biểu tình. Cuộc đảo chính quân sự vào ngày 22 tháng 5 ở Thái Lan còn được mô tả là hành động cuối cùng để loại bỏ gia đình thạc xỉn ra khỏi chính trường. Trung Quốc hôm nay nói rằng không triển khai tàu hải quân đối phó với phía Việt Nam trong vụ giàn khoan HD981 hạ đặt ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Trái ngược với hình ảnh và video do phía Việt Nam cung cấp, cũng như những bài tường thuật của các nhà báo quốc tế có mặt tại chỗ trên các tàu cảnh sát biển Việt Nam. Phó Cục trưởng Cục Biên giới và Hải dương Trung Quốc Dịch Tiên Lang khẳng định, phía Trung Quốc đã kiềm chế tối đa khi lực lượng tàu thuyền hai nước đối đầu nhau ở khu vực giàn khoan HD981. Trong khi đó, phía Việt Nam cáo giác Trung Quốc đưa 4 tàu hộ vệ tên lửa có máy bay yểm trợ để bảo vệ giàn khoan, cùng với hơn 100 tàu hải giám, hải cảnh và tàu cá vỏ sắt lập vành đai bảo vệ quanh giàn khoan. Tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng cực mạnh, đâm và làm hư hỏng 30 tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển của Việt Nam, làm một số nhân viên kiểm ngư bị thương. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tuần trước khi tàu Trung Quốc bao vây cố ý đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng. Thưa quý vị, Tòa án Trung Quốc ở Urumqi Tân Cương hôm nay xét xử vụ tấn công bằng xe chở nhiên liệu gây nổ xảy ra hồi năm ngoái ở Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh. Vụ xử án diễn ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc thực hiện chiến dịch càn quét các thành phần chống đối ở vùng Tân Cương. Trong vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2013, ba nghi phạm người duy Ngô Nhĩ sinh sống ở Tân Cương đã sử dụng xe ô tô chở theo các bình chứa xăng đâm thẳng vào cửa ngõ Tử Cấm Thành xe nổ làm chết 2 người đi đường và 3 nghi phạm trên xe. Ngoài ra còn làm 40 người khác bị thương. Thông báo của tòa án tối cao Tân Cương không cho biết có bao nhiêu nghi phạm bị xét xử, nhưng cho biết có 5 đồng phạm liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ. Tuần trước ở khu vực phía Tây Hoa Lục, tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình 9 người về tội khủng bố. Các phần tử ly khai người Duy Ngô Nhĩ bị cáo buộc đã gây ra các vụ khủng bố nghiêm trọng trên lãnh thổ Trung Quốc. Một vụ tấn công xảy ra ở khu thị tứ vùng Urumqi hồi tháng 5 đã làm 43 người chết. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả những chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa việt net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ azad.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoa ái và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.